Trời ơi, mới có 17 tuổi mà bà gặp yêu. Ngày xưa nha, người ta 19, 20 chưa biết yêu. Bà này giờ quá trời quá đất. Trời ơi, thì thôi em ơi, vậy đó rồi thôi. Còn nó muốn nghe hay không nghe là chuyện của nó. Mình đã tốt với nó để mất mình là thiệt cho nó rồi. Trời ơi, mấy đứa chị kẹt ở Bali á, là hả, là nợ chị nó không có chất chất thành đống nữa mà nó thành cái gì luôn rồi. Nói chung chị cũng cố gắng hết sức đó mấy đứa ơi, chết luôn. Thì mình hết lại hết tất cả mọi người. Theo chị thì sẽ làm những cái gì mà mình thích chứ làm theo đám đông làm gì. Con bé này nó hỏi mà tôi tức quá trời, tôi tức á. Tôi 29 tuổi tôi còn chưa có một mối tình chính thức nào, lo làm cái gì? Khổ ghê, lo kiếm tiền không lo.